25 rồi được. Mày mấy cái này với cái kia rồi còn cả mấy cái gặp với mình cái tổng tiền nữa. Cái cô kia là tốn thêm 100 tiền gửi xe đây nha. Tại vì hết tôi gửi đây để bán chở. Dạ dạ. Gửi đây được đỡ tốn hơn cái kia. Nãy giờ năn nỉ ship giùm mà ship tiền nhiều quá ship nổi không? Dạ dạ có không? Điện nữa nè. Alo. Alo nghe. Máy nào anh? Đi số thoại á, đi số thoại á. Con nào ta? Tôi cái tên mình luôn này nghe giao xe. Con gì á? Quên rồi. Ở à, đó, đó bán rồi anh. Dạ. Đâu có đăng rồi mới bán chứ. Dạ, không phải đăng ký kênh của em chứ, mỗi lần em đăng lên là trong vòng 15 phút tôi mua rồi. Đó. Em có đăng lên số con này hỏi cái gì coi được mua alo. Thì đang ở bãi để chụp nè. Dạ, phải đăng ký được em gửi lên 5 phút sau người ta mua rồi. Đẹp để họ chụp hình cho. Ra về sân nhà anh em, ra về cửa hàng không có trang của mình nha. Không ngày đi chơi không à, bữa nay về tới nhà rồi. Không ngày đi vòng vòng không à. Hôm nay giờ tới sân nhà rồi nha, không gài ở Sài Gòn không à. Bán nào nè. Đi ra còn các xe đến hai. Khi nào xe lên mới báo được anh. Đi có gì chuyển tiền cho nó luôn mà đây, lỡ gì lỡ cho xe thôi, có gì đâu. À, tính lên 100 ngàn thì xe nữa nha, tải về phí 100 ngàn thì xe. Vậy là cái kia nó tổng nhiêu à? Cái kia tổng cộng là 900. Vậy là chuyển đủ luôn nha. Ừ. Chuyển đủ đi hả, chuyển máy luôn cũng được, cái dễ. Đi hai cái đi cho. Khỏi chuyện lần một hai cái được rồi. Cái đó đó, thấy gọn. Nhiêu tiền nó mấy trăm ngàn đó hả? Dạ. Cái như thế này cái đó thì mấy trăm ngàn đó hả? Là thứ 5 triệu, cái thứ 5 triệu. Sân nhà nha anh em. Rài đi vòng vòng không à. Ra về tới cửa hàng nhà, cửa hàng nông cơ sắc trăng. Anh em có nhu cầu alo nha, 0886567. Đây quay một vài dòng cửa hàng sân nhà cho anh em coi. Quá đẹp. Anh em nào có nhu cầu alo nha. Đây mấy người 760 nè. Đây có cặp xe của tôi, ta có Nhật luôn nè. Tu lót luôn. Em mua hai con luôn hả? Mua hai con luôn hả? Mua hai con luôn hả? Có chuyển tiền chưa? Chuyển tiền chưa? Con này luôn hả? Đây con 11 nha anh em. Ông gà đi vòng vòng ha, bữa nay về sân nhà. Đây IS11 số 14 nè anh em. Anh em nào có thích gì alo nha. Con gà đi vòng vòng không à. Hôm nay về sân nhà. Đây là cửa hàng nông cơ Sóc Trăng nha bà con.
rồi toàn đi Sài Gòn tránh với Tiên Đồng Nai rồi không qua hàng của bà con khác mà nay về rất là Sóc Trăng quá rộng, không ra tới chỗ người ta nhỏ nhỏ mà chỗ mình nhìn giật mình. Con là có nhu cầu đi xe luôn nha, 16, S6 đầy đủ, C8, C9 đầy đủ luôn. Nay giờ cửa hàng nhà nó thoải mái một chút. Đây cô ta luôn. Chú quay máy chống rung bây giờ quay đã ta. Có quay cái kia chống rung không? Không quay là quay bằng gì em không rung vậy? Quay bằng thổi tí. Máy mua hả? Chú mua cây chống rung á 3 triệu mấy. Mua rẻ thôi. Nhiều. Cái gì hàng 700 mấy à? Đặt hàng có không? Không có. Bên Vicky á. Vicky đây mấy xô 12 nè, xô 14 có luôn nè, con này mấy xô 14 nè, đây quay vòng cửa hàng nhà anh em đó giờ đi không à, không gài đi không, giờ tới nhà đây, số máy xăng luôn. Đây có con 2 chuẩn bị giao khách. Con 2 chứ. Chạy chưa? Chạy chưa? Đi hay gì? Giao này à? Con này chạy chưa? Dạ. Chạy chưa? Dạ chạy rồi ạ. Quay cái à?